10 thứ bí ẩn và đáng sợ nhất được giới khảo cổ tìm thấy khiến hàng triệu người phải khiếp sợ. Các bạn thân mến, song hành với cuộc sống hiện tại của chúng ta, các nhà khảo cổ học cũng đang ngày ngày đi tìm hiểu về những bí ẩn trong cuộc sống loài người trong quá khứ và trong quá trình nghiên cứu, họ đã vô tình tìm ra những thứ đáng sợ và bí ẩn tới mức khó tin. Vậy thì những phát hiện đó là gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, đó là xác ướp đôi. Không biết các bạn FA ở đây có đang cảm thấy tủi thân không? Chứ thời bây giờ mà đến cả xác ướp cũng có đôi rồi đấy. Và gần đây thì các nhà khảo cổ đã tìm ra hai xác ướp đặc biệt của một đôi nam nữ có niên đại 2.000 năm tuổi tại thành phố cổ Taposiri Manga. Và thành phố cổ này ở đồng bằng sông Nin của Ai Cập. Họ được ướp cẩn thận và phủ vàng lá trên cơ thể. Đây là một hình thức được chôn cất rất là xa xỉ, chứng tỏ thân phận của hai người này cực kỳ quyền lực. Chỉ tiếc là cấu trúc trong mộ của cặp đôi xác ướp bí ẩn này thì không được kín nên cả hai đã bị thấm nước nhiều lần trong suốt 2.000 năm và không còn nguyên vẹn như những người chôn cất mong muốn. Ngoài ra thì đồ tùy táng của đôi nam nữ còn gồm 200 đồng xu in hình Cleopatra và bằng chứng rõ ràng về thời đại tồn tại những lá vàng trên một trong hai xác ướp vẫn còn hình ảnh con bọ hùng. Đây là biểu tượng của sự tái sinh và từ đó các chuyên gia nhận định rằng hai người này rất có thể là quan tư tế, một chức sắc tôn giáo cao cấp ở Ai Cập cổ đại, được coi là người kết nối với thế giới của các vị thần. Xác ướp Rosalia. Chỉ nhìn hình ảnh này thôi thì có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ đó là một xác ướp, vì cái xác ướp mà chúng ta hay biết nếu không phải được cuốn vải kín thì người cũng trông nhăn nheo, khô héo và xấu xí đến mức đáng sợ. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ ấy đã bị đánh bay khi mà tìm thấy xác ướp của cô bé Rosalia Loba. Xác ướp này được tìm thấy ở Palermo, nước Ý. Cô bé qua đời vào năm 1920 khi 2 tuổi vì căn bệnh viêm phổi. Cha của Rosalia quá đau buồn vì sự ra đi của con gái nên đã tìm đến một chuyên gia ướp xác nổi tiếng với hy vọng có thể bảo quản xác của cô bé. Và tính đến nay đã hơn 100 năm, khuôn mặt của Rosalia vẫn đáng yêu và tươi tắn như thể em bé đang yên giấc ngủ ngon và những sợi tóc vàng óng ánh vẫn còn nguyên trên làn da căng mịn của cô bé và nhìn không hề đáng sợ một chút nào, thậm chí còn được ca ngợi là xác ướp xinh đẹp nhất trên thế giới. Và để làm được điều này thì chuyên gia ướp xác cho cô bé khi ấy đã thay thế máu trong xác cô bé bằng một chất có tên là formalin, vừa được sử dụng trong rượu và ginseng để giữ cho cơ thể của cô khô mà không mất nước hoàn toàn. Salicylic acid sau đó đã được thêm vào để ngăn chặn các loại nấm cơ thể đang phát triển. Và cuối cùng, kẽm là thành phần kỳ diệu nhất giúp cho cơ thể không bị phân hủy. Trông như thể là một bức tượng sáp và hiện tại thì xác ướp của Rosalia đã được đưa vào hầm mộ Cappuccini, Italia, nơi có khoảng 8.000 xác ướp đang được bảo quản và có rất nhiều du khách tới đây để chiêm ngưỡng xác ướp xinh đẹp này. Và thứ ba đó là trinh nữ đóng băng. Bạn nghĩ mình có thể tìm thấy những gì ở trên đỉnh núi nhỉ? Cỏ cây, hoa lá hay là các loài động vật kỳ lạ? Ở đỉnh núi Apato, Peru, người ta đã tìm thấy một thứ đáng sợ hơn, đó là một xác ướp bí ẩn. Xác ướp này được tìm thấy vào ngày 8 tháng 9 năm 1995 bởi nhà khảo cổ học người Mỹ có tên là Johan và các cộng sự của anh. Điều kỳ lạ nhất chính là xác ướp này có hài cốt ở trong tình trạng rất là tốt, giống như mới qua đời cách đây vài tuần, trong khi các chuyên gia nhận định đây là xác của một cô bé người Inca. Cô bé đã qua đời khi khoảng 12 đến 14 tuổi và sống cách đây khoảng 500 năm và họ đã đặt tên cho xác ướp này đó là trinh nữ Juanita. Ngoài xác ướp của cô còn có bộ xương của một bé trai, một bé gái và một phụ nữ khác. Người ta cho rằng họ đã bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi và cơ thể của Juanita được bảo quản trong lớp băng đá. Nên dù đã qua đời cách đây vài thế kỷ, cô vẫn còn nguyên mái tóc đen dày và làn da lộ ra những sợi lông tơ. Do xác ướp Juanita ở trong tình trạng tốt nên các chuyên gia gặp nhiều thuận lợi trong việc nghiên cứu cuộc sống của trinh nữ Inca trước khi chết. Họ đã phát hiện ra rằng một năm trước khi bị hiến tế, Juanita vốn chỉ ăn khoai tây và rau quả, đã chuyển sang chế độ ăn rau protein với rất nhiều món thịt. Khi đến thời điểm của hiến tế, Juanita bị đánh một cú mạnh vào đầu nên có dấu vết tụ máu ở hộp sọ. Xác ướp mỉm cười Toluman. Vào năm 1950, một gia đình ở Đan Mạch trong lúc đào bới than bùn để làm nhiên liệu thì bất ngờ phát hiện một thi thể người đang co ro, cuộn tròn với sợi dây quấn quanh cổ, bị dọa cho hết cả hồn. Nhưng họ cũng lo sợ đây có thể là nạn nhân của một vụ giết người nên họ đã gọi cảnh sát ngay lập tức và phía cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng xác chết được chôn sâu dưới 8 mét bùn này không phải là nạn nhân của một vụ tội phạm gần đây mà là quy mô của nó cổ xưa hơn rất nhiều nên đã gọi các nhà khảo cổ tới. Thật ngỡ ngàng, ngơ ngác khi mà xác ướp này được xác định là đã tồn tại khoảng 2.400 năm, nhưng mà cơ thể bị chôn vùi trong đống than bùn và nó không hề bị phân hủy. Phần mặt và phần thân vẫn khá nguyên vẹn, như thể vừa mới qua đời gần đây.
Người đàn ông đã chết được đặt biệt danh là Tulumman, theo tên của một ngôi làng gần đó, và các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những vết hằn trước cổ. Có thể, người đàn ông này đã bị treo cổ, nhưng cái điều ngạc nhiên là biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của anh ta, trông dường như thể đang mỉm cười dù chết trong đau đớn. Và nhiều điều thật khó lý giải, vì theo các nhà sử học thì hầu hết con người trong thời kỳ này thường được hỏa táng. Vậy, tại sao Tulumman lại được chôn cất trong bùn? Đã đến nay hơn 70 năm kể từ ngày người ta tìm được thấy xác ướp này nhưng vẫn chưa ai có thể lý giải được. Nhưng đây vẫn là xác ướp bùn ngoạn mục nhất từng được phát hiện. Đến nỗi các nhà khoa học còn cho rằng anh ta nằm đó như đang ngủ, trông như có thể tỉnh dậy và nói chuyện với chúng tôi bất cứ lúc nào. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng tại sao người đàn ông này lại cười? Hãy comment ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé! Cô dâu 5 tuổi trong ngôi mộ cổ. Vào năm 2003, khi đang khai quật dinh thự cũ của Vương Hy Chi, nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn của Trung Quốc, và các nhà khảo cổ học đã vô tình phát hiện ra dưới lòng đất của dinh thự có một ngôi mộ cổ khá là lớn. Trong mộ thì có hài cốt của 3 đứa trẻ, gồm 2 nam và 1 nữ. Dựa trên các cuộc xét nghiệm và kiểm tra, chuyên gia khẳng định rằng 2 đứa trẻ nam đều qua đời từ khi còn rất nhỏ vì bệnh nặng. Trong khi đó thì bé gái chỉ khoảng 5 tuổi nhưng không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng. Và cái điều gây kinh ngạc nhất là trên người bé gái còn mặc một bộ đồ cô dâu màu đỏ được dát vàng bạc. Ngôi mộ cổ hơn 1.700 tuổi này đã thu hút sự quan tâm lớn của các chuyên gia khảo cổ và nhiều người nhanh chóng tìm ra danh tính của 2 đứa trẻ nam trong ngôi mộ. Đó là con và cháu trai không may chết yểu của Hoàng đế Tư Mã Duệ, vị vua đầu tiên của nhà Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Còn về phần bé gái 5 tuổi, sau khi đã tiến hành nghiên cứu về phong tục thời bấy giờ, các chuyên gia nhận định rằng bé gái chính là nạn nhân của thủ tục minh hôn. Thời xưa, một người không thể được coi là đã trưởng thành nếu không kết hôn, cũng như không thể được đặt vào mộ tổ tiên sau khi chết. Thậm chí, con cháu còn không được lễ tế và họ tin rằng mồ mả cô đơn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Vì vậy, một người chưa kết hôn nhưng đã qua đời sẽ được chôn cất cùng với một người khác giới cho bớt cô đơn. Đây được gọi là thủ tục minh hôn hay là đám cưới ma, và bé gái 5 tuổi trên đã được chọn là cô dâu ma cho con trai chết yểu của Tấn Nguyên Đế. Rất có thể bé này đã bị chôn sống chỉ vì quan niệm và phong tục đáng sợ trên. Xác ướp người lùn. Bạn có tin các chú lùn như trong chuyện của nàng Bạch Tuyết từng có thật ở ngoài đời không? Nhờ vào năm 1946, trong khi khai quật ở Iran, các nhà khảo cổ đã khám phá ra thành phố cổ Makunik và tìm ra dấu vết của những người lùn sống cách đây 5.000 năm. Và các nhà khoa học phát hiện nhiều di vật cổ, nhưng cái điều đặc biệt nhất là họ khám phá ra những kiến trúc của những ngôi nhà, những bức tường, ngõ hẻm và các thiết bị. Ví dụ như là lò sưởi thấp bé đến kỳ lạ, dường như chỉ có người lùn mới có thể sử dụng được. Dù vậy, sự tồn tại về chủng người lùn tí hon vẫn chưa được thuyết phục, được nhiều người chấp nhận. Và đợi mãi cho đến năm 2005, người ta phát hiện thêm một xác ướp có niên đại 5.000 năm tuổi của một người lùn với chiều cao 25cm. Và tại đây, qua xác định người này là nam giới và khoảng 17 tuổi. 17 tuổi mà mới cao 25cm thì câu chuyện người lùn có thật cũng trở nên thuyết phục hơn. Vậy mới thấy rằng những điều mà chúng ta thường nghĩ rằng đó là hiển nhiên thì đúng thì chưa chắc đã đúng đâu nha. Và trước khi khai quật gia chủ của người lùn này thì mấy ai tin nổi rằng họ thực sự tồn tại cơ chứ? Và hãy trở nên lý trí hơn, suy xét hơn và mở rộng lòng mình để đón nhận được nhiều những sự thật và chân tướng mà con người còn chưa minh xác được các bạn nhé. Những hài cốt không đầu. Vào năm 2017, các nhà khảo cổ phát hiện ra hơn 400 bộ hài cốt ở khu nghĩa địa rộng lớn của người La Mã. Khu nghĩa địa này gần Aylesbury, Buckinghamshire ở Anh. Và trong đó có 40 bộ hài cốt bị chặt mất đầu rồi. Và đa số phần hộp sọ được đặt ở giữa hai chân hoặc là cạnh bàn chân của người chết. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đáng sợ như thế này, nhưng những hài cốt không đầu đã khiến dân chúng nước Anh trở nên vô cùng hoang mang. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn xung quanh những hài cốt được tìm thấy ở khu vực này. Và theo đó, các hài cốt không đầu được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể và được chôn khá nông trong các tư thế tay bị trói lại. Đáng nói hơn là sau khi nghiên cứu tất cả các cổ vật chôn theo những người này, người ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của những hài cốt không đầu này. Và dựa trên thông tin hiện có, người đại diện của địa phương cho rằng rất có thể những người này từng là tù nhân thời Anglo-Saxon. Nói qua một chút về Anglo-Saxon hay Anh Sắc là một dân tộc sống tại đảo Anh từ thế kỷ 5 công nguyên. Họ bao gồm những người có gốc từ các bộ lạc German tới lục địa châu Âu và những cư dân bản địa tiếp nhận một số khía cạnh của văn hóa và ngôn ngữ Anglo-Saxon. Về mặt lịch sử, giai đoạn này ở đảo Anh trải dài từ năm 450 tới năm 1066 khi mà người Norman xâm chiếm Anh. Xác ướp những người ngoài hành tinh.
Tại một ngôi mộ trong nhà thờ thuộc thị trấn bỏ hoang có tên là Nanoria, các nhà khoa học đã tìm thấy một xác ướp siêu kỳ lạ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đó là của người ngoài hành tinh. Và điều đặc biệt ở xác ướp này, nó vô cùng nhỏ, giống như của một người tí hon nhưng lại có hình dạng giống như người ngoài hành tinh. Và xác ướp trên chỉ dài 15cm thôi, với hộp sọ dài góc cạnh, hốc mắt xếch và ít xương sườn hơn so với người bình thường. Và các nhà khoa học còn nghi ngờ rằng bộ xương này thực sự là của sinh vật ngoài hành tinh. Quả trứng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đây chính là quả trứng chim voi bị phân loại nhầm thành mô hình nhựa và nằm vạ vật trong kho của bảo tàng Buffalo, New York của Mỹ. Đã vài thập kỷ cuối cùng đã được phát hiện ra bởi cô quản lý bộ sưu tập động vật học của bảo tàng này. Và sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu cho biết nó thực ra là trứng hóa thạch của loài chim voi đã tuyệt chủng. Nói qua một chút về loài chim này thì chim voi Elephant Bird là một loài chim có hình dáng khá giống đà điểu nhưng lớn hơn nhiều. Chim voi trưởng thành có thể cao hơn 3 mét, nặng từ 350 đến 500 cân. Và các tài liệu khoa học cho rằng nó đã tuyệt chủng vào các năm 1000 tới 1200 sau công nguyên. Tuy nhiên, một thống đốc người Pháp ở đảo Madagascar đã cho rằng mình đã nhìn thấy một con ở khu vực không người vào những năm 1640. Tới năm 1650, quả trứng chim voi được phát hiện lần này là rất lớn, nặng gần 1,4 cân, cao hơn 30cm và chu vi lên đến 71cm. Hồ sơ bảo tàng cho thấy họ đã mua được nó với giá hời là 20 đô vào năm 1939 từ một nhân viên thuế vụ ở London. Người trước đó đã mua nó từ Madagascar và các nhà khoa học ước tính cả thế giới chỉ còn dưới 40 quả trứng chim voi hóa thạch được lưu trữ tại các bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân. Vào năm 2013, một quả trứng chim voi đã được bán với giá 66.675 bảng Anh, tức là hơn 2,1 tỷ đồng. Trên đây là 10 thứ bí ẩn và đáng sợ nhất giới khảo cổ đã tìm thấy. Chắc hẳn là khi xem xong hết đoạn video này thì bạn đã có cho mình thêm rất nhiều những kiến thức bổ ích và thú vị hơn trong cuộc sống. Nếu thấy video hay và thú vị thì xin hãy bấm nhẹ vào nút follow fanpage để khám phá nhiều điều hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.